Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nhiều gia đình đã lựa chọn lắp đặt camera để theo dõi nữ giúp việc của gia đình, nhưng nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười đã xảy ra khi gia chủ phát hiện những bí mật động trời khác ngoài sức tưởng tượng của họ. Vào năm 2016, một người đàn ông ở Nairobi đã chia sẻ câu chuyện bí đát của mình và gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Theo đó, nhận thấy nữ giúp việc có nhiều hành vi bất thường nên người đàn ông đã bí mật lắp đặt camera giám sát trong phòng khách để theo dõi nữ giúp việc xem cô có trộm cắp gì hay không và để kiểm soát xem cô này có lười biếng, bỏ bê chăm sóc những đứa trẻ hay không. Tuy nhiên, cuối cùng kết quả nhận về lại khiến người đàn ông choáng váng. Trong camera giám sát là hình ảnh người vợ lâu năm của ông đã có mối quan hệ không chính đáng với nam bảo vệ của gia đình. Hóa ra bấy lâu nay người chồng đã bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết. Tức giận vì bị phản bội, người chồng đã cung cấp hình ảnh và thông tin cho các trang địa phương để tố cáo hành vi gian dối của người vợ, khiến cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã ê chề. Sau sự việc, nam bảo vệ đã bị đuổi việc ngay lập tức, người chồng cũng đệ đơn ly hôn người vợ ngoại tình. Vụ việc trên đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng người chồng không nên chia sẻ hình ảnh vợ ngoại tình vì giữa họ còn có con chung, dễ ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của những đứa trẻ. Trong khi một số người thì lại đồng tình và cho rằng người chồng đáng lẽ nên có hành động đánh ghen, dằn mặt nhân viên bảo vệ và khởi kiện cặp đôi này vì đã gian díu với nhau, phá hủy tổ ấm của một gia đình. Nhiều bình luận để lại như, người chồng xử lý vẫn chưa mạnh tay, nếu tôi là người chồng tôi sẽ khởi kiện cả hai ra tòa vì đã lừa dối trong suốt thời gian qua. Nếu tôi trong trường hợp này, tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.